Sáng nay, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tiếp xúc với các cử tri ở huyện vùng cao Simacai. Theo ý kiến của cử tri, kể từ khi tái lập năm 2000 đến nay, huyện Simacai đã có những thay đổi tích cực về mọi mặt. Tuy nhiên, theo kết luận số 48 của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính thì Simacai còn thiếu về điều kiện diện tích tự nhiên. Để Simacai đảm bảo được các điều kiện tiêu chuẩn diện tích theo quy định, cử tri kiến nghị với Quốc hội cho phép điều chỉnh một phần diện tích của huyện Bắc Hà về Simacai để đảm bảo điều kiện về diện tích, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo và nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân. Ghi nhận các kiến nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị huyện Simacai thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, ưu tiên quan tâm hộ nghèo dân tộc thiểu số, đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri, gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương sớm xem xét và giải quyết.